Các chị có tham gia kéo co không đấy? À, các chị ở xã nào đấy? À, thế à? Thế à? Ở đây mình cứ kéo cho nó khỏe. Ở dưới quê Tân Cương. À, Tân Cương à? Bây giờ nó là Tân Phú sao mà? Đúng không? Bây giờ Tân Phú bao đại rồi nó. Các chị nhiệt tình quá đấy. Anh có đi không? Anh có đi không? Để chị đề nghị hai ông lên trống chuẩn bị.
này đã rất một hồi lắm. Vào má vây tiêu. Đề nghị Đình Đông nới dây cho Đình Diễm. Đề nghị Đình Đông nới cả dây Đình Diễm một tí. Đình Đông nới lại một dây một tí đi. Được chưa anh Mạnh kiểm này? Vâng, chúng tôi đang nhìn thấy hai bên dây kín không còn một chỗ. Đình Đông nới cả dây Đình Diễm một tí nữa đi. Đình Đông nới lại một tí nữa đi. Được chưa? Được rồi. Hai bên áp chặt dây. Kiếm hai bên Đình Đông Đình Diễm lắng tai nghe cho tỏ. Chống ba hồi đã rứt hai hồi rồi. Chồng nào vợ ấy cả dễ ra bãi chơi vào má xoay tiếng. Vâng, chỉ còn bộ đội chống nữa thôi. Hai bên chuẩn bị lực lượng mạnh nhất của mình đi ạ. Vâng, chúng tôi nhìn thấy những cánh tay của hai bên Đình Đông Đình Diễm sơ rất cao. Chắc chắn giải co thứ bảy này rất đẹp mắt. Vì thế tất cả chúng ta hãy vào tập trung kéo giải quang cuối cùng của năm 2024. Đề nghị Đình Đông nới giải dây Đình Diễm một tí đi. Vâng, Đình Đông nới giải dây Đình Diễm một tí. Được chưa anh Mạnh kiểm tra xong được chưa? Rất tuyệt vời, những cánh tay đang rơi rất cao. Tiếng Yeah!
của chúng tôi để nhận lại trên đầu đoàn. Và cũng xin cảm ơn toàn thể nhân dân thôn Hoàn Hoan cũng như là các khách thập phương đã về dự trong 5 ngày lễ hội kiệp kéo co. Buổi kéo co của buổi chiều ngày 8 chung trận chưa toàn thể nhân dân và quý khách thập phương. Lễ hội kéo co xuân 2024 đến đây kết thúc. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn nhân dân và quý khách thập phương đã có